Chào mọi người ha. Nay Thợ Quèn làm cái clip tiếp theo này, chia sẻ cái kinh nghiệm đấu nối cũng như là cái cách sử dụng cái bộ điều khiển bù cốt phi. Đây là mình có cái bộ điều khiển bù SK model là QR gạch X12, nó là bộ điều khiển bù 12 cấp ha mọi người. Thì khi mà mình mua về rồi á thì mình sẽ lặt ra bên màn sau nè, nó có cái chân đấu nối nha mọi người. Đó thì là cái chân 220V là chân lửa, chân 220V là chân lửa. Cái chân lửa này là mình sẽ cấp lửa vào, nhưng mà lưu ý giùm tôi, lửa này sẽ là cái pha, ví dụ như ba pha mà mình trồng cái pha nào vào cái biến dòng này á, thì mình sẽ lấy pha đó làm pha điều khiển cho cấp nguồn cho cái bộ SK này. Mọi người lưu ý nha, phải trùng pha đó, pha nào vào biến dòng thì pha đó phải là cấp nguồn cho cái bộ SK. Còn chân 0V, 0V là chân nguội, chân common là chân chung, thì mình sẽ lấy chân 220V này mình cầu qua chân common đó. Thì khi nào mà nó bù á, thì nó sẽ kích lửa từ chân cơm banh này là nó sẽ đóng tiếp điểm là bù cấp 1, số 1, số 2, số 3, số 4 tới số 12. Đó là nó sẽ là 12 cấp. Đó. Còn cái chân KL này là cái chân đấu nối về biển dòng ha mọi người. Đây. Thì khi mà mình đấu nối á, thì K sẽ kết nối với K và L sẽ kết nối với L. Đó là đơn giản rồi. Còn nếu mà cái tủ mà nó có cái đồng hồ ampe này thì mình đấu như thế nào? Nếu mà có đồng hồ ampe luôn á thì cái đồng hồ ampe này nó có chân cộng và chân trừ. Thì mọi người lấy giùm tôi chân K của cái biến dòng ở cái chân chân K của bộ được cái biến dòng này, chân K của biến dòng thì mọi người sẽ đấu giờ chân cộng của đồng hồ ampe, rồi chân trừ của đồng hồ ampe thì mọi người đấu về K của bộ điều khiển SK. Rồi L của bộ điều khiển SK thì mọi người đấu với L của biến dòng. Đó, đó là cái cách đấu nối ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nguồn vào và đấu cái nguồn cho cái bộ này và nó lên 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 nguồn đi, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp nhé. Đây, thì như tôi đã nói, lửa sẽ cấp vào chân 220V và nguội sẽ cấp vào 0V. Thì nó sẽ lên màn hình như thế này mọi người thấy hả, nó sẽ lên chữ lock này đấy. Thì các thông số cài đặt á, thì mọi người chú ý, nếu mà mình muốn vô cài đặt á thì mọi người bấm giữ mode ha, giữ mode trong vòng vài giây cho nó lên chữ A đấy. A thì là cái thông số A này là cái thông số mà để là mình cài cái ngưỡng đóng, ngưỡng đóng. Thì khi nào mà mình cài A1 á, nếu mà là A1 là ngưỡng là cốt phi là 0.85, thì nếu mà nó tụt xuống 0.85 thì bắt đầu nó xác định là chuẩn bị đóng bù. Còn cái này A2 là 0.90, 0.90 đây mọi người thấy nè, 0.90 thì nó mới xác định là thiếu, là nó chuẩn bị đóng. Còn nếu mà mình cài A3 thì mọi người bấm lên, bấm mũi tên lên đấy, A3 thì là 0.95. Nếu mà có phi là 0.95 thì bắt đầu nó sẽ xác định là ở thiếu bù, thiếu 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 có phi, bắt đầu nó sẽ sơ bù ha. Nếu mà A3 rồi bấm mod tiếp tới B. B là cái ngưỡng cắt ha mọi người. Thì ở đây cài B2, ví dụ như mình cài B1 là khi mà nó bù lên tới 0.95 thì bắt đầu nó xác định là nó cắt cắt bù ra ha, nó cắt bù ra, nó đã đủ bù rồi nó cắt bù ra. Còn ở đây là B2 thì là khi nào cốt phi bằng 1 á thì nó mới xác định là đủ bù. Là đủ bù thì nó sẽ cắt tủ bù ra, nó cắt từ từ ra ha. Đấy. Rồi tới C. C là cái thời gian on delay. Thời gian là tính để đóng đóng mấy tủ bù á. Khi nào mà ví dụ như cái là nó thời gian để on nè, là cái ngưỡng đóng nè. Nó tính thời gian chỗ ngưỡng A hồi nãy á. Ví dụ như mình cài hồi nãy A bằng bằng 3 là A3 đi. Thì khi nào mà code phi là 0.95 á thì bắt đầu nó sẽ tính thời gian C này nè, C2 này nè, nó tính đúng thời gian là C2 thì nó mới đóng đóng bù. C2 là 10 giây. Thì khi nào mà code phi mà
không dưới 0.95 á thì bắt đầu nó tính thời gian là 10 giây để nó đóng, bắt đầu đóng bù. Còn D, D là thời gian cắt, thời gian cắt thì khi hồi nãy là nó cài cho cái hàm bơi này nè, thì hồi nãy tôi cài là bơi 2 là cốt phi bằng 1. Nếu mà cốt phi đủ bằng 1 rồi thì bắt đầu nó tính cái thời gian D này, tính bằng cái thời gian D này 30 giây. Thì sau 30 giây bắt đầu nó sẽ cắt máy tụ bù ra đó. Còn cái hàm E, E này là cái thời cài điện áp nha mọi người. Ở đây cài là E1 là 200 quá áp á, mình cài là nếu mà trên 245 E3 nè, nếu mà mình cài là 245V thì trên 245V bắt đầu nó báo quá áp là cái mạch nó không có cho hoạt động để bảo vệ cái bù, cái bộ điều khiển này. Còn cái hàm F, F này là cái số cấp thôi. Ví dụ như cài F1 thì là 6 cấp, F2 là 8 cấp, F3 là 10 cấp và F4 là 12 cấp. Thì bộ này 12 cấp thì tôi sẽ cài là F4 vậy thôi. Thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài thì mọi người bấm giữ. Đấy, đó là ra màn hình chính rồi đó. Đó là mấy cái thông số này cũng cài đơn giản thôi mọi người. Thì bây giờ mình muốn chạy qua tay thì mình bấm nào nó đèn led này nè, nó sáng lên đó, là mình chạy tay. Thì lúc đó chúng ta sẽ bấm cái mũi tên lên này nè. Đấy là nó đang đóng ở cấp 1. Đóng ở cấp 1 là cái chân số 1 nó có điện ra. Cái chân số 1 bên đây nó có điện ra. Lúc đó thì mình dùng cái chân 1 đó là mình, từ chân 1 tới 12 đó là mình đóng cho, đấu cho khởi động từ đó. Rồi chân còn lại khởi động từ thì đi về ngủ thôi. Đây bù cấp 2. Đấy là đèn 2 sáng. Này bù cấp 3 nè. Đèn 3 sáng, bù cấp 4 nè. Đèn 4 sáng. Này là mình để mình test tay ha. Bù cấp 5 nè. Giở tay là bấm xuống giữ. Bù cấp 6 nè. Nè, bù cấp 7. Đây, bù cấp 8 nè. Đây, bù cấp 9 nè. Bù cấp 10 nè. Bù cấp 11 nè. Bù cấp 12 nè. Đấy, nó bù thì nó sẽ bù theo thứ tự. Nó bù thì nó sẽ bù theo thứ tự. Còn nếu mà mình tắt thì nó tắt cái nào bù trước thì nó sẽ tắt trước. Đấy, hồi nãy cấp 1 bù trước thì nó sẽ tắt trước để xây tua mọi người, cho nó bền cái tuổi thọ công tắc tơ nó lưng phiên. Thằng nào bù trước thì nó sẽ tắt trước. Rất là công bằng. Nói chung là cái bộ này nó cũng hay đó cái gì đó. Đây. Để tới cấp tắt cấp 10 nè. Tắt cấp 11. Tắt cấp 12. Đây mọi người thấy không? Thì nó ok đó. Còn khi mà mình hoạt động ổn, mình test tay xong rồi mọi người nhớ bấm giữ cho nó qua chữ tắt cái đèn menu này ha. Nó chạy tự động. Khi nào mà xác định bù thiếu thì nó sẽ tự đóng bù. Còn nếu mà để chế độ tay này hoài mà hoạt động ha mọi người, là thiếu bù là một cái là điện lực nó phạt lo mà đóng tiền luôn á. Nó là như vậy. Nhớ tắt cái đèn menu này cho nó tắt ha, khi mình đi đâu mình xa cái tủ á, để cho cái bộ điều khiển này nó hoạt động tự động. Đó là cái video này chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm cũng như là cái hiểu biết của mình, hiểu biết bao nhiêu thì mình chia sẻ cho mọi người bao nhiêu. Hy vọng là cái video này nó sẽ góp ít cho mọi người ha. Thì thường cái tủ thì nó sẽ gồm có như một số thiết bị, còn cái này thì còn khởi động từ nữa mọi người. Thôi video mình đến đây kết thúc, xin ái tạm biệt mọi người. Nếu mà mọi người thấy video của mình hay thì nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ ha, để mình có nhiều động lực hơn để ra nhiều cái video hữu ích khác cho mọi người xem.